Hôm nay em không phải đến đâu. Em về đi. Anh hẹn em hôm nay mà. Hôm nay tôi bận việc rồi. Anh đi đi để em chăm cừu cho. Thôi được rồi, em chỉ cần làm một việc thôi. Đếm giúp tôi bầy cừu này xem bao nhiêu con. Dạ. Dạ, con chào bác Sáu. Vâng, chào cô. Nước mắm vừa rồi tốt lắm. Gửi tiền cô. Bác, sao bác không chuyển qua tài khoản ngân hàng giùm con? Cô chịu khó đếm đi. Ra ngân hàng chuyển khoản phức tạp lắm. Đâu có gì đâu mà phức tạp. Hay là con dẫn bác ra ngân hàng chuyển thử một lần nha. Dễ hợp à, nha. Chú Bảy ơi. Dạ, cô nhớ gọi tôi. Dạ, tôi ra ngân hàng chút nghe chú. Dạ, cô đi đi. Rồi cháu không kiếm cái xe mà chạy. Con cũng tính mua cái xe tải, mà phải đợi lấy bằng đã. Dạ, bác Sáu. Ủa, hai ngồi đó à? Dạ. Rồi, mày về luôn hả? Dạ, con về luôn. Dạo này làm ăn đỡ không bác Sáu? Làm ăn cũng lai rai à. Tao nghe nói mày bán cái xưởng tàu tiết quá. Còn nhỏ làm ăn chắc lắm. Tao nghe nói vừa rồi nó đổ một mẻ cá đấy. Bây giờ ai cũng muốn mua của nó hết. Dạ. Bác ơi, con xin lỗi. Bác có đi ngân hàng không? Không. Bác nói là bác không có đi ngân hàng. Nếu mà bác không đi, lần sau con không bán cho bác nữa. Dạ, lên xe đi bác. Nè, con nhỏ nó nói là nó làm đó. Dạ. Rồi rốt cuộc chúng mày bao nhiêu con vậy hả? 350, 363 hay là 367? Anh chị em cách đếm đi. Tôi còn chẳng đếm được. Vậy sao anh bắt em đếm? Cô chỉ đếm được khi cô thuộc mặt từng con. Em thấy chúng giống nhau à? Khác đó. Vậy ngày nào anh cũng đếm hết hả? Không. Chỉ cần nhìn sơ qua là biết thiếu bao nhiêu con. Thôi, hôm nay đến đây thôi. Cô về sớm đi. Hay anh cho em về chạy vòng chuồng đi. Không được, cô sẽ làm cừu non hoảng sợ. Vậy làm như thế nào chúng mới không sợ? Cừu cũng giống con người thôi. Chẳng ai sợ em cả. Dạ, chú nhớ giùm nha. Ngày mai mình sẽ làm bên dãy C nha chú. Dạ. Tôi nghe điện thoại một chút. Alo. Dạ, con nghe bác Sáu. Alo, tôi chuyển tiền xong rồi đó. Dễ ẹt à. Tôi vứt túi tiền tụi nó làm hết. Bác, bác cho con gửi lời cảm ơn hai ngòi nha. Mà tôi nghe nói hai ngòi ra đồng cỏ rồi đó. Dạ. Dạ, cảm ơn bác. Chú Bảy, tôi đi công chuyện một chút. Dạ. Cô đi về đi. Mấy anh đánh nhau hả? Em thích xem đánh nhau. Sao cô biết?